Hello, chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình luôn ha. Thì hôm nay tiếp tục quay thành quả cho anh em xem nữa ha. Hôm nay có anh em nào được nhiều không anh em ơi? Mình thì tối nay cũng tạm ổn ha anh em ơi. Sáng trời chiến mưa ui ui quá trời, chim nó không đi anh em ơi. Nói chung ra đồng lúa thì mình nhờ gần sáng không à. Nếu mà gần gần sáng mà trời êm trong trời với lại có sương nhẹ là thổi đâm mạnh nha. Còn mà trời ui ui kiểu này là nó không lên anh em ơi. Hồi sáng thấy nó bay con ở đây nè. Nó rớt tới gần tới lưới gì mà nó không lên anh em. Sáng nó bay ra. Bởi vì đồng lúa là vậy đó anh em. Trời kiểu này nè anh em coi nè. Quá trời. Rất sáng mà kiểu này. Nhờ được cắt sáng không anh em. Đây, giờ quay thành quả cho anh em xem. Được hai con trống nha anh em. Hai gà trống. Đây. Hơi khó thấy một chút nha anh em. Cũng hên được hai con trống anh em ơi. Không có mái. Với đầu hai ba con chim con này nè. Với mấy con cò nè anh em. Khó thấy quá. Đây đây. Hai gà mái, à hai gà trống nè. Đây trống nè anh em. Nhìn cái mỏ nè. Thấy không? Con này bự nè. Đó. Hai con trống nha anh em. Đây. Cái đầu chà bá luôn thấy không? Hai con dưới một con mắt đỏ nè. Mắt đỏ mình không có thổi mà đâm ên nè. Tới lúc thổi thì không đâm. Dưới đâu ba con vô dẻ. Hai con vô dẻ dưới hai con cò nha nè. Thành quả nha nè. Thôi, video thì đến đây cũng kết thúc nha anh em ơi. Giờ bắt đầu mình dắt đồ xuống thôi anh em ơi. Dắt từ đây xuống tới dưới đây. Anh em coi gió trước nè thấy không? Thành ra chim nó đâm yếu nha anh em. Gió bây giờ tùm lum chứ, thành ra chim nó đi kém á. Chứ đồng lúa, thường thường đồng lúa khô này là mình quýnh đêm nào cũng 4-5 con lên không. Thôi, video đến đây tạm kết thúc nha anh em. Hẹn anh em ngày mai ha. Mai có mình quay tiếp cho anh em xem ha. Rồi chào anh em nha.